sẽ quan tâm với bên con để bố mẹ. Cả tuổi thơ con bên cha chỉ nhớ nhất là những kỷ niệm chỉ đông đầy tiếng cha cười, nhớ những ngày tháng yên bình nhất trên đời. Xin giới thiệu với Phúc, đây là Thảo, ca sĩ hôm vừa rồi hát bài về cha tặng cho cậu. Em chào anh ạ. Chào em, mời em ngồi. Hai người cứ tự nhiên nhé. Cảm ơn anh nhé. Anh không biết em thích uống gì nên chọn loại này tốt cho sức khỏe với giọng hát của em. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Anh là khách quen ở đây, nhưng đợt này hơi bận nên ít khi tới. Rất vui được làm quen với em. Dạ. Anh rất thích giọng hát của em. Em cảm ơn ạ. Nhưng mà tại sao hôm trước anh lại muốn em hát bài đấy ạ? Hôm trước là sinh nhật bố anh. Anh muốn em hát tặng ông bài hát đó. Nhưng mà hôm đấy em thấy bố anh mất rồi. Bố anh sẽ tự hào lắm khi có người con như anh ạ. Khi ông còn sống, anh cũng nghịch ngợm, phá phách lắm. Chỉ đến khi không còn được nghe tiếng ông mắng, không còn nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của ông, anh mới nhớ. Nhờ em, nhờ giọng hát của em mà anh nhớ lại được những kỷ niệm của anh với bố mình. Đáng nhẽ hôm trước anh phải ở lại để cảm ơn em, nhưng tự nhiên có việc đột xuất nên anh phải đi gấp. Không có gì đâu ạ. Anh có món quà để tặng em để tạ lỗi. Em không nhận đâu. Em còn chưa cảm ơn anh vì cái váy lần trước nữa. Em mà không nhận là anh cảm thấy có lỗi lắm đấy. Em nhận đi cho anh vui. Là thế nào anh Phúc cũng đến mà người ta chờ mãi chả thấy anh Phúc đâu. Hóa ra là có người thích đi muộn à? Lâu rồi mới thấy em hát ở đây nhỉ? Chỉ cần anh Phúc thích ấy là lúc nào người ta cũng tình nguyện hát cho anh Phúc nghe mà. Em đang đứng đây đợi xe à? Vâng ạ. Nhưng mà chả hiểu sao ấy, tự dưng em lại chẳng muốn về nữa. Hay là anh Phúc thích nghe bài gì không? Em vào hát cho anh Phúc nghe nhá. Em xin lỗi. Thảo. Anh ạ. Hôm qua anh đợi mãi mà không thấy em tới. Nhà em có việc nên là không qua được ạ. Em mới diễn xong mà. Anh ạ. Em. Anh có việc gì gần đây à? Không. Anh đến đây để gặp em mà. Gặp em á? Ừ. Nhưng mà sao anh biết em ở đây ạ? Đủ quan tâm ấy thì sẽ biết thôi. Cái Ngọc nó kể cho anh đúng không? Mà Ngọc còn nhớ anh một việc nữa cơ. Việc gì ạ? Em đi với anh thì sẽ biết. Sao anh lại đưa em tới đây ạ? Anh nghe nói có ai thích mùa đông.
rồi thích màu trắng mong manh tinh khiết của những bông hoa tuyết. Những người như thế bên ngoài luôn tỏ ra rất cứng cỏi, nhưng sâu thẳm bên trong luôn mong manh dễ vỡ. Cánh Ngọc nó kể với em như thế với anh à? Em nói thế là tự nhận mình như vậy nhá. Em vẫn tìm được quyển này cơ. Anh cứ nghĩ họ ngừng xuất bản lâu lắm rồi. Anh đọc cuốn này rồi ạ? Hồi còn sinh viên, anh cũng thích đọc truyện ngôn tình. Nhưng từ khi bố anh mất, anh phải lo chuyện kinh doanh gia đình, anh không còn thời gian cho sở thích anh nữa. Mình cũng có sở thích chung với anh nhá. Nhưng mà anh không thích quyển này lắm. Sao lại không thích ạ? Vì nam chính không đến được với nữ chính. Anh làm lỡ hết chuyện của em rồi đấy. Anh không muốn mình giống nam chính. Anh cứ nói gì em không hiểu đâu. Này. Dạ. Từ giờ anh có thể trở thành fan ruột của em không? Fan ruột của em á? Nhưng mà em có phải là ca sĩ có tiếng tăm gì đâu mà có fan ạ? À? Chỉ để được đặc quyền gặp gỡ này, phải nói chuyện nhiều hơn với idol mình thôi. Thôi anh đừng có trêu em nữa. Đêm qua em ngủ ngon không? Có bị ho nữa không? Chúc em một ngày mới vui vẻ. Em ổn ạ. Cảm ơn anh nhiều. Tối nay anh sẽ đến nghe em hát. Em ốm sao không nói cho anh? Sao em biết em ốm ạ? Anh muốn nói với anh à? Ai nói không quan trọng. Quan trọng bây giờ ấy là sức khỏe của em. Mà em cứ định để anh đứng ngoài cửa này à? Anh vào nhà đi ạ. Vì đưa em đi chơi khiến em bị ốm nên anh phải có trách nhiệm với em. Giờ em phải nghe anh. Vào phòng nghỉ ngơi đi, để anh hoàn thành trách nhiệm của mình. Em ăn đi cho nóng. Xong rồi uống thêm cái này nữa. Nước gì đây ạ? Chanh gừng mật ong, rất tốt cho cổ họng của em đấy. Em cảm ơn ạ. Ăn đi. Dạ. Trong muôn vàn những đắng cay cuộc đời, rồi anh đến bên.
trao em bình yên. Em người mang đến cho anh những vui buồn, có khi hơn ghen, giận hơn đôi chút thoáng qua. Yêu người, thương người, mong chờ hạnh phúc, dẫu biết quanh ta còn muôn vàn những trông gai. Yêu thương mong manh mang tin tình ai trao về em, dẫu biết trái ngang cuộc đời thì anh vẫn luôn yêu em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.